Chào mọi người, hôm nay mình đang có chương mình sẽ căng thẳng là cách cân đối nó, động viên mọi người khác trong đội nhóm. Thì trong chương sách này có hai phần các bạn, mình có đọc buổi sáng ngay lúc 9 giờ và mình đã review hai lần lúc 8 giờ tối trước khi bây giờ mình quay video này lúc 12 giờ đêm. Có thể mình sẽ quên một số thứ nhưng mình nhớ 6 cái trọng tâm. Thứ nhất, đấy là căng thẳng không không hoàn toàn là xấu. Nếu một chút sự căng thẳng và vừa đủ thì nó rất tốt, thì các bạn sẽ có sự tập trung hơn để chắc deadline hay là tập trung cho công việc, tâm trí sự tưởng tượng. Nhưng nếu mà căng thẳng quá độ hoặc kéo dài thời gian dài thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho con người. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là nếu như các bạn có thể ổn định được tâm lý, động viên những người khác trong team của mình thoát khỏi stress, rất là quan tâm đến các bạn, quan tâm động viên đến người khác. Cái thứ ba đấy là một cái bánh xe vượt qua những điều cần điều bạn mong muốn trong cuộc đời và bạn cảm thấy thực sự khát khao, thì bánh xe của mình chú trọng ba thứ nhất đấy là sức khỏe này, gia đình và sự phát triển bản thân đấy thời điểm mình hiện tại. Tiếp theo đấy, chúng ta có thể để ý rằng cái sức thẳng mình sẽ khiến chúng ta luôn cân bằng cuộc sống, động viên những người khác vượt qua sự căng thẳng và phủ lên những năng lượng. Mà chính vì vậy hãy khi chúng ta hãy có ba mục tiêu để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, và mình đã đặt mục tiêu đấy là sẽ dậy sớm buổi sáng để chạy 1,5 cây và tối thứ năm chạy cùng anh em. Cái cuối cùng đấy là trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cái công cân bằng được công việc và cuộc sống, nên hãy tập biết tập trung vào cái thời điểm cần thiết. Ví dụ như khi bạn một dự án lớn, sức khỏe bạn cần phải cải thiện lại. Cảm ơn mọi người.